đang chơi ném bùn với bọn bạn thì tự dưng bị bố cho người bế về. Hôm nay là ngày cậu cưới vợ nhưng cậu còn chưa biết vợ là cái gì. Hai bố con cưới cùng ngày luôn, ông cưới một cô gái trẻ hơn mình 30 tuổi, xuất thân từ Thanh Lâu. Còn Diệu Tông thì cưới cô nàng tên Thu Cúc, trong tiếng kèn trống của đội rước dâu còn nghe tiếng bọn trẻ chọc Diệu Tông. Diệu Tông tức giận bĩu môi, còn cô dâu trong kiểu cũng bất lực. Thì ra bố của Thu Cúc không may gây ra sự cố cho nhà kho của nhà họ Cao, nên đành gán Thu Cúc để xóa nợ. Lúc này, Gia Tuấn phản Kiệu Hoa lại vì anh không muốn Thu Cúc gả vào nhà họ Cao. Chị gái của Diệu Tông vốn thích Gia Tuấn nên lại khuyên anh về đi. Vì muốn Gia Tuấn bỏ cuộc, Thu Cúc nói mình gả vào đây vì thích tiền. Gia Tuấn thiếu gia, anh tỉnh táo lại đi, xin anh tha cho tôi, đừng có cản đường tôi đến nhà họ Cao. Lâm Thu Cúc tôi chưa bao giờ yêu anh. Nói xong thì để lại Gia Tuấn ngồi đó khóc. Hai chiếc kiệu hoa được đưa vào cửa cùng lúc, hai bố con cùng bái đường ở trước nhà, tự dưng có con gà bay vào. Diệu Tông vội vàng bò qua bò lại để bắt con gà. Thu Cúc dỗ Diệu Tông như dỗ con nít. Mãi mới xong việc, Thu Cúc nghe mọi người xung quanh trêu chọc thì cũng rất buồn. Buổi tối lúc ngủ, Diệu Tông đòi phải có bà vú dỗ mình ngủ, mà mãi vẫn chưa chịu yên, ngày càng ồn ào hơn. Thu Cúc chỉ đành hát đồng dao, mãi cậu ta mới chịu yên cho. Hôm sau Thu Cúc cùng chồng đến dâng trà cho mẹ chồng. Đợi Diệu Tông đi xong, mẹ chồng bỗng quỳ xuống trước mặt cô. Thì ra bà có lỗi với Thu Cúc, tất cả đều là âm mưu của bà. Vì bà biết mình không còn được bao lâu nữa, nên mới hãm hại bố Thu Cúc để cô đến đây chăm sóc cho Diệu Tông. Cầu xin Thu Cúc làm vợ của Diệu Tông, còn phải làm mẹ của cậu, còn bắt cô phải thề độc. Sống là người của Cao gia, chết là ma của Cao gia. Bà mẹ chồng nghe xong thì mới yên tâm ra đi, vải đỏ được chuyển hết sang vải tang trắng. Chớp mắt Thu Cúc đã ở nhà họ Cao 3 tháng, hôm đó lão gia phải ra ngoài. Cứ tưởng ngày tháng yên bình, ai ngờ bà hai lại không yên phận. Thì ra có mưu đồ khác còn qua lại với quản gia. Bây giờ chỉ cần kế hoạch thuận lợi, sinh con xong thì lại bỏ Diệu Tông để nắm quyền. Hôm đó hai người đang tập thể dục thì lão gia về, vội vàng đến đây. Vợ đang gian díu với quản gia thì chồng quay về. Tên quản gia vội quá nên dẫm vào cái bình, không kịp tháo nên đành để vậy chạy luôn. Cao lão gia đi sang nghĩ đến vợ hai còn mua quà về cho cô. Bà vợ hai quay ra thấy đôi giày thì giật mình, cô vội vàng ném ra ngoài không may trúng đầu quản gia. Dùng tí mỹ nhân kế đã lừa được ông chồng, nhưng quản gia thì hơi thảm. Cái này chật quá nên mãi mới tháo ra được, nhưng lại bị Thu Cúc đi qua nhìn thấy. Sợ mọi chuyện bị lộ nên anh ta vội vàng tìm bà hai đến bàn chuyện xử Thu Cúc. Tối hôm đó bà hai đến phòng Thu Cúc nói chuyện, bảo cô rõ ràng là mợ hai nhưng lại không khác kẻ hầu. Việc nặng việc bẩn đều phải làm hết, còn phải chăm thiếu gia. Bà thấy hai người cũng cùng tuổi nên muốn gọi chị em vì hoàn cảnh cũng giống nhau. Sau đó giả vờ lấy lòng Thu Cúc tặng cô một cây châm. Thu Cúc ngại nên chỉ đành nhận. Sau đó lại lôi kéo con gái của Cao lão gia là Huệ San, biết cô có ý với Gia Tuấn, thế nên cố ý thích Huệ San gây sự với Thu Cúc. Sao không thấy cái châm của tôi đâu, chẳng lẽ có người lấy? Thế thì đơn giản, xem sáng nay ai đến phòng cô là biết ngay mà. Sáng nay có mỗi một người đến phòng tôi. Bà hai rất ghê gớm, tìm người đỡ trước mặt mình. Chị ơi, có chuyện gì vậy? Huệ San tát cho Thu Cúc một cái. Đưa đây. Đưa cái gì cơ? Đồ mà cô trộm ấy. Cô là đồ ăn trộm. Huệ San vốn ghét Thu Cúc nên lại tát cô thêm một cái nữa thật mạnh. Cao lão gia quên đồ nên về nhà, nghe chuyện này xong cũng rất tức giận. Huệ San còn phát hiện ra chiếc vòng hồng đậu mà Gia Tuấn tặng Thu Cúc. Huệ San thấy chiếc vòng tương tư xong thì nói hai người chắc chắn có qua lại. Thu Cúc nói chỉ là quà kỷ niệm mà bạn tặng. Huệ San lại không thể chấp nhận việc Thu Cúc giữ đồ của Gia Tuấn, hai người giằng co rồi làm đứt dây. Đậu tương tư rơi hết xuống đất, trái tim của Thu Cúc cũng vỡ như vậy. Bà hai còn giả vờ làm người tốt trước mặt mọi người. À lão gia, dù sao cũng tìm được châm rồi, đồ kỷ niệm của Thu Cúc cũng đứt rồi, thôi coi như hòa được không? Không ngờ Diệu Tông bình thường thích trêu Thu Cúc nhưng nay thấy cô khóc lại đứng ra bảo vệ. Không cho ai bắt nạt cô, ai bắt nạt Thu Cúc của tôi đấy. Chị, có phải chị làm không? Còn vì dỗ Thu Cúc mà hát đồng dao. Thu Cúc đừng khóc nữa, để em hát đồng dao cho chị nghe. Một bên khác, Gia Tuấn vẫn đang nhớ Thu Cúc, bất giác lại đi đến nhà cô. Nghe người làm nói mới biết Thu Cúc sống rất khổ, không ngờ một chuyện không nên làm đã bị Huệ San bắt được. Hai người làm gì vậy? Chị ơi, chị đừng hiểu lầm, chúng tôi không có gì cả. Không có gì á? Không có gì mà hai người lại nằm dưới đất, 17 tuổi lại bị ép phải gả cho đứa bé mới 8 tuổi. Nhưng sống trong nhà giàu lại không hề vui vẻ, làm việc như nha hoàn còn bị chị dâu gây khó dễ. Hôm đó thanh mai trúc mã của Thu Cúc là Gia Tuấn. Biết cô sống ở nhà chồng không được như ý nên qua hỏi thăm. Thu Cúc nói mình sống rất thoải mái nhưng anh thấy cô gầy đi rất nhiều. Tay cũng thô hơn, không hề giống mợ hai tí nào. Thu Cúc chỉ nói anh nhanh đi đi, mình sống rất tốt. Nhưng sau đó cả hai lại không may bị ngã vào đống chăn. Nhưng không may cảnh này lại bị Huệ San bắt được. Huệ San cho rằng hai người lén tư thông, nói Thu Cúc không biết liêm sỉ. Gia Tuấn nói hai người đang hẹn riêng đấy, cô cứ về nói với cha đi để bọn họ bỏ Thu Cúc, hai người mới về được với nhau. Nhưng Diệu Tông đạp xe không may bị đập đầu vào đá rồi ngất luôn. Thì ra Diệu Tông thấy có xe đạp ở ngoài cổng nên nghịch ngợm muốn đạp đi chơi. Nghe Diệu Tông bị thương nên Thu Cúc rất lo lắng, vội vàng ra xem thì bị Cao lão gia đẩy ngã. Bà hai túm luôn chuyện này rồi thêm mắm dặm muối vào tai lão gia. Nếu cô ta không quan tâm đến Diệu Tông thì cô ta tiếp tục ở lại đây cũng chưa hẳn là tốt. Huệ San cũng nói thêm mấy câu, nghe hai người nói vậy, Cao lão gia quyết định thẩm vấn Gia Tuấn và Thu Cúc rồi quyết định. Huệ San nghe vậy thì không vui vì cô chỉ muốn Thu Cúc phải khổ sở. Cao lão gia đổ hết trách nhiệm việc Diệu Tông bị thương lên đầu Thu Cúc, hỏi có phải cô bận đi hẹn riêng nên không trông Diệu Tông được. Nhưng cho dù hai người giải thích thế nào thì cũng không thắng nổi. Bà hai còn nói Thu Cúc đang trẻ nên cũng khó tránh có những lúc không nhịn được. Gia Tuấn không quan tâm bọn họ nói gì, chỉ bảo vệ cho Thu Cúc, còn nói cô sống ở đây không vui nên muốn đưa cô đi. Quản gia nghe thấy vậy thì đánh Gia Tuấn, còn nói mấy câu khích các kiểu. Tôi sẽ không để Thu Cúc ở lại đây nữa đâu. Anh kéo Thu Cúc định đưa cô đi nhưng gia đình trong nhà kéo anh lại rồi đánh cho một trận.
Cho dù Thu Cúc có cầu xin thế nào, Cao lão gia cũng không nghe, cô lại cầu xin bà hai. Nghe bà ta nói xem có giống người tí nào không, tôi cũng muốn tin lời cô là thật, nhưng bạn của cô lại nói muốn đưa cô đi, cô còn vì anh ta mà rơi nước mắt liên tục. Bọn tôi cũng khó tin hai người là trong sạch, thấy không còn cách nào khác, Thu Cúc chỉ đành thề độc với lão gia, đời này kiếp này không bao giờ gặp mặt Gia Tuấn nữa. Như vậy mới cứu được Gia Tuấn, còn nói Lệ San cũng không được qua lại với Gia Tuấn nữa. Không ngờ sau đó Cao lão gia lại nhốt Thu Cúc vào phòng chứa củi,